Tuyển thủ Futsal Việt Nam Vũ Đức Tùng đã được đưa đi chụp phim, nhưng trong ngày hôm nay mới xác định rõ mức độ chấn thương. Nhưng chắc chắn anh sẽ vắng mặt ở trận đấu vòng 1/8 gặp đội tuyển Futsal Nga. Sau khi cầm hòa 1-1 trước đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc và chính thức giành vé vào vòng 1/8 vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam đã chuyển nơi đóng quân để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Futsal Nga. Theo đó, vào trưa ngày 20 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam đã rời thành phố Kaunas để chuyển đến nơi đóng quân mới tại khách sạn 5 sao Radisson Blue tại thủ đô Vilnius của Litva. Trong ngày 20 tháng 9, huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã cho các cầu thủ được nghỉ tập luyện và chỉ căng cơ tại phòng gym. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết, các học trò của ông vừa trải qua trận đấu rất căng thẳng, tiêu hao nhiều sức lực trước đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc. Do vậy, các cầu thủ cần được giảm tải để có nền tảng thể lực sung mãn nhất cho trận đấu với đội tuyển Futsal Nga vào lúc 17:30 ngày 22 tháng 9, tức 21:30 theo giờ Hà Nội. Liên quan đến chấn thương của Vũ Đức Tùng thì ngay sau khi đến Vilnius, trưởng đoàn Trần Anh Tú đã liên hệ với cơ sở y tế chất lượng cao để đưa cầu thủ pivot đến chụp phim. Đức Tùng bị tổn thương vùng đầu gối chân phải sau pha va chạm mạnh với cầu thủ đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc và bất đắc dĩ rời sân giữa chừng. Hiện nay, Đức Tùng đi lại rất khó khăn và phải nhờ đồng đội hoặc trợ lý dìu đi. Theo kế hoạch, sau khi nhận được kết luận cuối cùng của bác sĩ, Đức Tùng sẽ có hướng điều trị. Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã đánh giá cao nỗ lực, tinh thần thi đấu, động viên cầu thủ người Hải Dương vững tâm điều trị, đồng thời khẳng định các đồng đội sẽ gánh vác vai trò pivot của đội tuyển khi đối đầu với đội tuyển Futsal Nga. Chính những tâm lý tốt cộng với chiến thuật hợp lý và chúng ta đã có kết quả thực sự là bất ngờ đối với người hâm mộ. Chúng ta đều đá với các đội đều xếp hạng ranking ở phía trên chúng ta cả. Như Séc chúng ta đã hơn nên chúng ta đến hơn 20 bậc thì chúng ta cũng cả thấy là đó mà chúng ta đạt được một tỷ số hòa như vậy thì và đó chính tỏ là gì, đó là sự tiến bộ từng bước một của đội tuyển chúng ta trong cái vòng bảng vừa rồi.